Không dùng máy tính cầm tay tính căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4 phần 4 cộng căn 2 cộng căn 3 cộng căn 6 cộng căn 8. Thì để giải quyết bài này các bạn nhìn kỹ đi ạ. Ở trên là căn 2 cộng căn 3 căn 4. Ở đây là căn 2 cộng căn 3. Thiếu gì ạ? Thiếu căn 4. Vậy ta phải phân tích thằng này ra nè. Đó, phân tích này ra. Ở trên tử ta viết lại nè. Đó. Ở dưới mẫu nè, ta viết căn 2 cộng căn 3 trước. 4 này mình phân tích ra có phải là 2 cộng 2 không ạ? 2 cộng 2. Thì cộng 2 là viết ra phía sau nha. Là viết căn 6 cộng căn 8 cộng 2 ra phía sau nè. Đây với đây là 4 nè. Đúng chưa? Rồi, bằng. Thì căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4 chia cho căn 2 cộng căn 3. 2 này có phải là căn 4 mà? Hoặc là có phải ra 2 này có phải là căn 2 bình không ạ? À? Thì căn 2 bình có phải là căn 4 không ạ? À? Vậy là căn 4. Tiếp tục căn 6 cộng căn 8 cộng căn 4. Đó. Rồi. Tiếp tục hành trình căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4 chia cho căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4 là đóng cái ngoặc là nhân cho 1 vô. Tại vì số nào nhân 1 cũng bằng chính nó là nhân cho 1. Và hằng này nè. Này là phân tích riêng nè. Này là phân tích nè. Căn 6 có phải bằng căn 2 nhân căn 3 không ạ? Căn 8 này có phải là căn 2 nhân căn 4 không ạ? Căn 4. Căn 4 này có phải là căn 2 nhân căn 2 không ạ? Vậy nó chung gì ạ? À? Chung căn căn 2. Mang căn 2 ra. Còn lại là căn 3 cộng căn 4 cộng căn 2. Đó. Vậy sẽ bằng căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4 chia cho căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4 tất cả nhân 1 cộng. Ở đây là phân tích phép cộng của tính chất giao hoán nên là viết là căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4 tất cả nhân cho căn 2. Rồi ta nhìn ở mẫu đi à. Đó, ta nhìn ở mẫu đi à. Chung gì à? Chung căn 2 cộng căn 3 căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4 mang ra ngoài nè, mang ra còn lại là 1 cộng căn 2 trên dưới giống nhau rút vậy còn lại là 1 vẫn 1 cộng căn 2. Muốn bỏ căn ở mẫu thì ta nhân lượng liên hợp, đó là 1 vẫn 1 cộng căn 2. 1 cộng căn 2 thì ta nhân 1 trừ căn 2, nhân mẫu thì nhân cho tử, nghĩa bằng 1 trừ căn 2 phần. Ở đây ra hằng đẳng thức A cộng B, A trừ B rồi A bằng chữ B bằng, bằng 1 trừ căn 2 phần. Đây ra 1, đây ra 2 nè. Vậy là 1 trừ 2 ra trừ 1. Rồi, muốn mang cái dấu trừ lên trên thì đổi dấu. Được chưa? Ra trừ 1 cộng căn 2.